thân tên họ do gì sao thân tham thương. Quy vũ trung lương làm cho lòng thêm vấn vương. Vẫn có nơi đây thì tôi rút quân quay về, tan hết binh đao người không lối câu trung hiền. Hai nước giao thân thang thơ hiến dân điên tiền, mình ban trắng ưu phiền tướng quân đạo thần tôi ghi dư. Tôi hiểu công nương thương người tai nạn, gian ác mưu bài hại đời Ngọc Long, châu già chính sông chôn vùi bởi quân phiên tàu. Nói ra thêm ngán ngào cho thân, tôi giúp châu Long tỏa thơ quy hàng, người mạo theo trở về tiên quốc tân ngán lành anh quy cung. Tránh quân gian thần chúng âm mưu hai đời Ngọc Long, nghĩa ân ghi lòng chỉ e mang tiếng đầu phiên bang. Xin đừng lo thơ hàng công nương gửi sang nơi chiến trường, anh thắng đoàn quân